và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Beat nhưng là Mr. Beat Vlog. Xem đến đây rồi mà bạn vẫn chưa bấm vào cái nút follow thì nhớ nó follow nhé. Bởi vì dạo gần đây mình chăm đột xuất nên là các bạn nên follow bởi vì nó miễn phí. Nên là ok, ngày hôm nay thì mình mới nhận được một cái hộp quà. Và hộp quà này các bạn biết không, là một hộp quà lại tiếp tục đến từ... Theo mình nhận thông tin thì cái hộp này là hộp của Mini World. Nhưng mà nếu mà bóc ra không phải của Mini World thì mình quê, mà ông cameraman cũng quê. Bởi vì ông ấy là người chịu trách nhiệm lấy cái hộp này lên. Thì đâm ra là thôi được rồi, nói chung là vạn sự tùy duyên. Nếu mà bóc ra không phải là Mini World thì mình sẽ đổi tiêu đề của video này thành một cái khác. Và xin lỗi Mini World rất là nhiều. Thì hy vọng Mini World sẽ gửi lại quà sau. Còn nếu mà của Mini World thì Casavita, cảm ơn chị Juni nhé, thank you chị Thỏ rất là nhiều. Bao nhiêu năm rồi chị Thỏ vẫn nhớ đến mình mặc dù mình không quay video Mini World. Mình cảm thấy mình tội lỗi quá bạn ơi. Nhưng mà không sao, nếu như các bạn ủng hộ thì thời gian tới mình sẽ quay lại video Mini World cho bạn coi nhá. Rồi ok. Và bây giờ thì thán. Phong cách bóc quà của Mr. Beat. Quà siêu thơm các bạn ạ. Nói chung là mình rất thích những cái quà nào gói từ cái giấy cắt tông này các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ rất là kiểu thơm mùi cái mùi giấy các bạn. Và hy vọng là mình bóc trong quà này ra thì cũng sẽ có một món quà nó thơm như mùi giấy. Mình là một người rất là tinh tế. Khi mà nhận được quà người khác thì mình sẽ gọi là cố gắng là nhẹ nhàng hết sức. Làm sao để trân trọng, thể hiện cái sự trân trọng, cái cách bóc quà nó cũng thể hiện sự trân trọng dành cho người tặng quà, các bạn hiểu vấn đề không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui hộp quà này nha các bạn. Rồi, ở đây thì cái gì đây? Các dịch vụ thuộc về hệ sinh thái của Viettel. Đó, gửi qua Viettel Post là dịch vụ vận chuyển của Viettel, chứ không phải là hộp quà của Viettel đâu. Ok, hộp quà này của Mini World. Các bạn hồi hộp lắm đúng không? Mình cũng hồi hộp nhưng mà từ từ bóc đã. Từ từ bóc đã các bạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hy vọng trong này sẽ là một hộp quà gì đấy mà nó mới mẻ, nó hấp dẫn. Các bạn ơi, trong này có một cái hộp quà đến từ phía của Mini World. Hộp quà này nó có 2-3 món quà trong này. Và cái thứ đầu tiên mà mình khui được ở đây nó là cái này các bạn ạ. Hợp không? Nhìn là phải chúa không bạn. Mình đeo cái này trên livestream có hợp ổn lắm không? Hôm nào mà mình kiểu tóc mà kiểu gọi là trông hơi xấu hoặc là trông nó không được đẹp thì mình sẽ đội cái này livestream với bạn. Cái này là một trong những cái mà mình, cái kẹp đầu mà có hình con vịt mà mình cảm thấy đặc biệt nhất đối với mình từ trước đến giờ luôn bạn. Bởi vì nó nguyên một con vịt chứ nó không phải là một cái đầu vịt được gắn như trên này, mà nó là nguyên một con vịt nằm ở trên cái kẹp đầu. Và mình cảm thấy nó rất là thú vị. Hy vọng là hộp quà này là vốn dành cho mình. Bởi vì nếu mà mình xuống ấy, theo các bạn, như các bạn không biết thì không biết là những người khác có quay video hay không, nhưng hộp quà này là dành cho tất cả các KOL ở trong công ty của Hero Media. Và mình cũng hy vọng là các bạn KOL khác cũng nhận được những cái hộp quà này. Bởi vì nhưng mà miễn là đừng giống cái con của mình là được. Nếu như mà đây chỉ là con vịt duy nhất thì mình sẽ có một cái hàng gọi là cực độc. Còn nếu như mà nó không phải con vịt duy nhất mà tất cả mọi người đều có con vịt thì nó sẽ không còn là hàng độc quyền nữa các bạn. Nhưng mà mình hy vọng là đây là sẽ là cái mũ đội đầu vịt duy nhất. Cái thứ hai, trong này thì mình nhìn thấy một hộp quà nhỏ nữa. Thì ở đây là chúng ta đang thấy ở đây có một con khủng long này các bạn. Cameraman zoom kỹ vào các bạn nhìn này. Trong này chúng ta thấy có một con khủng long. Và con khủng long này là một cái... Ủa cái này để làm gì ta? Sao lại có một cái dây ở đây ta? Cái này là ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó có một cái đinh. Và cái đinh này hình như là để ghim vào bên trong áo, bởi vì nó có thể bấm ra được như này các bạn này. Đó, bấm ra như này. Mình hy vọng là mình sẽ không phụt nó ra. Đó, ok. Đây chúng ta có thể tháo ra như này và nó sẽ là ghim. Và ghim chắc chắn là ghim vào trong áo rồi. Ở đây lại có một cái móc cài nữa này các bạn. Đây, móc cài chúng ta có thể gạt ra như này. Mà mình không hiểu tại sao nó lại ở vị trí là trước ngực con khủng long. Còn nếu mà nó ở vị trí trước ngực thì mình nghĩ không lẽ là nó sẽ lại cài như thế này ta. Tức là nó sẽ cài bên ngực như thế này. Và một con khủng long bên này. Thì nó giống như kiểu một cái phụ kiện để chúng ta đeo lên áo ấy các bạn. Và đeo sao nhỉ? cái này đeo làm sao cho nó phù hợp nhỉ? Mình cũng không biết được nữa, nhưng mà đầu tiên là mình nhận được một con vịt. Cái thứ hai là mình nhận được một con khủng long. Và món quà... Chưa, còn một lá thư, mình sẽ đọc lá thư này trước nhá. Mr. Vịt ơi, cùng đi nào. Oh, cái này là dành cho mình. Ủa, nhưng mà cái này trên này có ghi là quà tặng cho ai đâu ta. Trên này, từ trên cái tờ giấy này có ghi là quà tặng cho Mr. Vịt hay quà tặng cho ai đâu. À đâu không, hình như là có ghi quà tặng cho ai thì mới biết là để cửa phòng mình chứ. Đây, thân gửi Mr. Vịt, cảm ơn sự đồng hành của bạn với Mini World trong suốt chặng đường vừa qua. Cùng nhau chúng ta đã tạo nên những câu chuyện phiêu lưu đầy màu sắc và ý nghĩa. Một hành trình khác lại bắt đầu, cánh cửa bước vào thế giới mới đã rộng mở chào đón. Miền đất hứa đang vẫy gọi, bạn thân mến của tôi ơi. Chúng ta hãy cùng nhau lên đường nhé, kề vai sát cánh Mini World và bạn chúng mình có nhau. Wow! Và ở đây có một cái thẻ này bạn, thẻ này in hình Mini World và có chữ Mr. Vịt cùng đi nào đây này bạn ơi. Thực ra là gần đây mình không biết là Mini World đang gọi là hấp dẫn mình hay sao các bạn. Hôm nọ thì mình được tặng một cái hộp quà Mini World, nó là tín hiệu vũ trụ các bạn. Và thực ra nếu mà các bạn để ý thì ở trên phía đằng sau mình các bạn, ở trên cái giá này thực ra là cái giá mà mình hay dùng để quay TikTok. Và những cái món đồ nào mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa với cuộc đời mình thì mình sẽ để trên này. Ví dụ đây là hộp quà của Party Animal tặng mình nè. Cái này quà của Phong Cận nè.
Đây là biểu trưng của một con nhân vật Minecraft, một cái game mà đã giúp cho mình gọi là có những cái bước đầu tiên phát triển trong sự nghiệp, nên là mình không quên, mình vẫn luôn muốn Minecraft xuất hiện trong cuộc đời mình. Còn đây là Mini World, cũng đã đồng hành với mình khoảng 2 đến 3 năm. Và đây là cái món quà đầu tiên mà mình được tặng từ Mini World các bạn, nên là dù mình thực sự là mình không sử dụng nó, nhưng mà mình đi đâu mình cũng mang nó theo và mình cũng không để cho nó bị thất lạc, bởi vì nó là món quà đầu tiên của mình, nên là mình rất trân trọng, nó giống kiểu là một cái vật may mắn của mình đó. Và dạo gần đây thì Mini World cứ tặng tôi thêm mấy cái quà. Và vâng, chúng ta lại có thêm một chú khủng long rất là ngộ nghĩnh và cực kỳ cute luôn các bạn. Siêu cute luôn. Và vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể không nhất thiết là phải để cái con khủng long Mini World ở đây nữa các bạn ạ. Cái con khủng long cái đồng hồ này nè. Và từ nay là chúng ta có thể để cái chú khủng long Mini World này ngồi ở trên cái giá của mình. Nó sẽ như thế này. Mình có thể để cái chú khủng long Mini World ngồi ở góc này. Chúng ta sẽ để con nhân vật của Party Animal trên này, bởi vì nó dễ đứng các bạn, nó dễ đứng bởi vì nó khá là cao. Và mình sẽ để chú khủng long Mini World đứng ở bên phía bên góc bên này đi. Đó, sẽ dựa vào đây. Bên trên này là Minecraft nha các bạn, và bên dưới này là Mini World đó. Ở đây là mình đã có 1-2 game rồi, và mình đang muốn là có thêm cả Play Together ở đây nữa. Có thêm Play Together và thêm một món đồ gì nữa của Free Fire. Bởi vì dù nói gì đi chăng nữa thì Free Fire cũng là một trong những cái tựa game mà đã giúp cho chúng mình có cái lượng khán giả, cũng như là được các bạn biết đến chúng mình, có những bạn mà biết đến thông qua Free Fire đúng không? Nên là với mình á, thực sự là với những cái game mà cống hiến và tạo lên cái hành trình của mình rất là cảm thấy nó có ý nghĩa, và mình rất là muốn là để những cái game đấy được xuất hiện trong khung hình của mình. Hôm nay thì mình đã có Mini World rồi, và mình sẽ để lên đây. Minecraft thì cũng đã có rồi, nhưng mà thiếu mỗi Play Together và Free Fire thôi. Các bạn nhìn nào, mình cho con khủng long nó đi. Nó đeo cái kẹp tóc hình con vịt này, các bạn nhìn là trông xinh không? Trông cute vãi chuối á. Nói chung là hôm nay một món quà của Mini World cũng đã khui xong rồi. Nội dung video cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà với bọn mình thì món quà này rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa và phù hợp, bởi vì mình đang thiếu đúng một con nhân vật để đây nè. Nhìn trông nó rất là cute và cute đúng không? Rất là cute là cute rồi đó. Ừ. Và hy vọng là trong tương lai thì sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với Mini World. Thời gian tới thì mình nói câu thời gian tới là hơi nhiều đó, nhưng mà mình cũng hy vọng là mình sẽ sắp xếp thời gian để mình quay trở lại Mini World nhiều hơn, bởi vì thực chất là dạo gần đây mình có xem những cái video về Mini World. Nếu như bạn nào xem trên kênh TikTok của mình á, thì mình cũng có đăng 3 cái video về cập nhật update khủng long. Gần đây thì khủng long update ở trong Mini World rất là đẹp, và nó cũng đang có những cái mà sự kiện mới về bản update vùng cao nguyên thì phải, vùng băng giá. Và mình nghĩ rằng là mình cũng rất là muốn quay trở lại để trải nghiệm những cái thứ tính năng mới của Mini World mà trước đó mình chưa có. Và ok, thì có lẽ video của mình đến nay kết thúc thôi. Và nếu như bạn chưa ấn follow thì nhớ ấn follow nhé, để mình có cái gì hay hay thì mình sẽ quay vlog lại cho bạn coi, hoặc là mang ra khoe với cả các bạn. Còn nếu như bạn đã ấn follow rồi thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Đừng quên là hiện tại mình đang làm kênh Mr. Vịt Vlog này, có một kênh Mr. Vịt Reaction nữa. Nhớ tham gia nông trại vịt và đăng những bài thật là ý nghĩa để mình có thể theo dõi, follow, cũng như là mình sẽ reaction lại những bài hay hay của các bạn nha. Và đừng quên là mình có thêm một cái kênh Vịt Chơi Game đang đăng game mỗi ngày để cho bạn coi. Còn bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở trên hệ thống kênh của mình, và đặc biệt là trên kênh Mr. Vịt Vlog nha. Bye bye.